Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Commenter. Video ngày hôm nay sẽ là dành cho những game thủ có hậu bao không quá lớn, cũng như là những dân văn phòng đang cần tìm mua một bộ PC có mức giá vừa phải nhưng mà vẫn có hiệu năng vừa đủ để cho các bạn sử dụng. Và trong video ngày hôm nay đấy chính là mình sẽ đánh giá cho các bạn mẫu CPU cực kỳ mới của AMD. Phải nói là nó là mới nhất của AMD luôn, đấy chính là mẫu Athlon 200GE. Thông thường khi các bạn nghĩ tới những giải pháp chơi game giá rẻ hay là những giải pháp PC văn phòng, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay tới đấy chính là Intel Pentium. Nhưng mà bây giờ giá của Pentium cũng đã là gần 2 triệu rồi, mình nghĩ là nó khá là đắt cho một giải pháp giá rẻ. Thế nên là mình nghĩ các bạn nên suy nghĩ qua đấy chính là AMD Athlon 200GE. Mức giá của nó rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ có là khoảng 1 triệu rưỡi mà thôi. Về mặt thông số, AMD Athlon 200GE nó khá tương đương với cả Pentium G5400 hay là G5500. Nó cũng là 2 nhân và 4 luồng xử lý. Tuy nhiên về mặt xung nhịp thì 200GE nó lại thấp hơn khá đáng kể, nó chỉ có là 3.2GHz mà thôi, so với cả 3.7GHz của G5400 và 3.8GHz của G5500. Đổi lại, AMD Athlon 200GE nó lại có mức TDP thấp hơn rất là nhiều, đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ tiết kiệm điện hơn. Và hơn hết nữa là các bạn có dung lượng cache L3 nhiều hơn này, rồi các loại tích hợp Vega 3 của nó cũng mạnh hơn khá là nhiều so với cả UHD 610 của nhà Intel. Nhưng cái quan trọng nhất ấy, đấy chính là AMD Athlon 200GE nó có mức giá rất là rẻ, nó chỉ có là khoảng 1 triệu rưỡi mà thôi, nó thấp hơn khá là nhiều so với cả Pentium. Pentium bây giờ nó đã là gần 2 triệu mà rồi. Xung nhịp của Athlon 200GE nó chỉ là 3.2GHz, có phần hơi thấp, và điều này đồng nghĩa với việc là hiệu năng đơn nhân của nó sẽ khá yếu và chắc chắn không thể nào mà mạnh như là G5400 hay là G5500. Để kiểm chứng điều này, mình đã chấm là Cinebench R15 đơn nhân thì 200GE nó có điểm số khá là thấp và nó thua xa Pentium G5400 hay là G5500. Điều này sẽ có nghĩa là hiệu năng khi đi kèm với cả các loại rời của Athlon 200GE nó sẽ thấp hơn so với cả Pentium. Vậy làm sao để có thể khắc phục được nhược điểm này? Đấy chính là các bạn sẽ không thể nào mà khắc phục được đâu, bởi vì với Athlon 200GE các bạn sẽ không có khả năng ép xung. Mà thông thường khi các bạn mua 200GE thì các bạn sẽ mua kèm với cả main là A320, mà A320 đâu có ép xung được đâu. Còn nếu như các bạn mua là B350 hay là B450, mình nghĩ sẽ là hơi phí. Tuy vậy, theo mình nghĩ nếu như nhu cầu của bạn chỉ có là xem phim, lướt web và chơi game không cần FPS quá cao mà chỉ cần nó khoảng tầm là 60 FPS là đã quá đủ rồi, thì mình nghĩ là yếu tố này nó không quá quan trọng, các bạn có thể bỏ qua, bởi vì dù sao mức giá của nó đã rất tốt và nó tiết kiệm điện hơn. Bây giờ các bạn đã có thể build cho mình những bộ HTPC có mức giá siêu rẻ trong khoảng tầm từ 5 đến 6 triệu thì hiệu năng chơi game của nó có ngon tương tự hay là không? Thì mình đánh giá luôn với các bạn đấy chính là nếu như các bạn chỉ chơi những game cơ bản, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online 4 hay là Dota 2, thì nó quá ngon cho mức giá 1 triệu rưỡi mà các bạn đã bỏ ra. Đầu tiên với Liên Minh Huyền Thoại thì cho dù mình đã để thiết lập là tối đa ở trên độ phân giải là Full HD thì lượng FPS thu được nó vẫn rất là cao, cho dù combat thì nó cũng không rơi xuống 60 FPS đâu. Còn những lúc mà mình đi rừng hay là mình đi lẻ các thứ ấy thì nó quá là mượt, nó lên đến là gần 100 FPS, có khi nó còn hơn 100 FPS cơ. Mình không nghĩ là nó có thể làm tốt đến như thế này. Đối với các đoạn tích hợp thì hiệu năng khi các bạn chạy 1 thanh RAM hay là các bạn chạy 2 thanh RAM thì nó cũng khác nhau khá là nhiều đấy. Thế nên là mình đã đo FPS ở cả hai thiết lập này để cho các bạn có thể tham khảo. Và như ở trên bảng các bạn có thể thấy là chênh lệch là sẽ vào khoảng 20% hiệu năng, khá là nhiều để cho các bạn đáng để đầu tư. Liên Minh Huyền Thoại có thể nó là một tựa game rất là nhẹ nhàng đối với cả những mẫu card đọa rời, nhưng mà đây là card đọa tích hợp thì các bạn thấy nó có ấn tượng hay là không? Mà chưa kể mức giá của nó còn quá rẻ như thế này thì mình phải nói thực sự là nó rất ấn tượng. Và chuyển qua với một tựa game khác nặng đô hơn và cũng được nhiều người quan tâm không kém, đây chính là FIFA Online 4. Để có thể vừa sức với cả Athlon 200GE, mình đã để thiết lập đồ họa ở mức là thấp nhất ở trên độ phân giải là Full HD, rồi đá thử một vài trận. Và trong quá trình trải nghiệm của mình là phải nói là tuyệt vời. FPS của mình trong lúc đá ấy, nó sẽ luôn ổn định ở mức là gần 60 FPS. Mọi chuyển động của bóng hay là của cầu thủ nó đều mượt mà và không giật lag gì hết. Chỉ có khi mà mình ghi bàn ấy và khi có những đoạn quay chậm lại thì FPS của nó sẽ tụt xuống khoảng tầm là 30. Với FIFA Online 4, mình cảm thấy một điều khá là lạ, đấy chính là việc các bạn chạy RAM dual channel hay là single channel thì nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều đến FPS trong quá trình chơi. Nó khác với cả Liên Minh Huyền Thoại. Tựa game cuối cùng mà mình test đấy chính là Dota 2. Nó cũng là một tựa game MOBA giống như là Liên Minh Huyền Thoại, nhưng mà đồ họa của nó thì nặng hơn rất là nhiều. Thế nên là chắc chắn mình sẽ không thể nào mà để thiết lập đồ họa tối đa giống như là Liên Minh được.
Khi mình để thiết lập đồ họa ở mức là trung bình ở trên độ phân giải là Full HD, mọi thứ diễn ra nó khá là ổn đối với thiết lập một thanh RAM. FPS trung bình ở mức là khoảng 36. Nếu như các bạn đi farm quái hay là đi rừng để đi bắt lẻ các thứ thì không sao, mọi thứ đều ổn. Nhưng mà khi các bạn xảy ra những trận combat lớn có đủ 10 người skill bung ra liên tục ấy thì FPS của nó sẽ tụt xuống còn khoảng là 20 mấy, nó sẽ hơi giật lắc nhẹ. Nếu như các bạn đã từng chơi những bộ máy mạnh quen rồi ấy, thì các bạn sẽ cảm giác sẽ là hơi ức chế bởi vì nó không đủ 60 FPS. Đối với thiết lập hai thanh RAM, thiết lập dual channel, kết quả của nó đã là hoàn toàn khác biệt. Cũng là thiết lập trung bình như vậy nhưng mà FPS trung bình mình thu được là tận là 55 FPS. Nó không hề ít một chút nào đối với một mẫu CPU chỉ có giá là 1,5 triệu. Nhưng lúc bình thường thì đương nhiên là nó sẽ là mượt miễn bàn. Nhưng mà đến khi combat đông người skill bung ra liên tục ấy thì nó cũng không tụt xuống dưới 30. Thế nên là các bạn có thể chơi một cách hoàn toàn ổn định hết một trận đấu. Qua phần đánh giá hiệu năng của mình thì các bạn thấy là Athlon 200GE nó có hiệu năng tốt hay là không? Mình nghĩ là nó làm tốt đấy chứ, và nó đang làm quá là tốt bởi vì các bạn chỉ bỏ ra là 1,5 triệu mà thôi. Các bạn có thể xem phim 4K HDR nhá, rồi các bạn có thể chơi được những tựa game eSports đang hot hiện nay, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại, hay là kể cả là FIFA Online 4 hay là Dota 2 thì nó vẫn có thể chơi được. Thì thực sự đây là một món hời rất là lớn dành cho các bạn rồi. Và có một số bạn quan tâm ấy, thì với card họa độ tích hợp mà nó mạnh như thế này thì nó có kéo cái xung nhịp của CPU xuống hay là không, và nó có nóng hay là không. Mình sẽ trả lời cho các bạn là khi mình chơi game hay là stress cả CPU và GPU thì xung nhịp của Athlon 200GE nó vẫn ổn định ở mức là 3,2GHz, không hề tụt một chút nào. Có thể AMD đã cố ý để xung nhịp mặc định của nó thấp một chút để đảm bảo tính ổn định của nó khi sử dụng nặng trong thời gian dài. Về mặt nhiệt độ, mình khẳng định luôn với các bạn là nó mát, kể cả các bạn dùng là tản nhiệt stock và không cần phải mua tản ngoài luôn. Khi mình full load cả CPU và cả đoạn tích hợp ở trong vòng 1 tiếng luôn thì nó cũng chỉ tầm là 51 độ mà thôi. Đối với một bộ PC mà 51 độ thì đúng là nó không xi nhê gì luôn. Với Athlon 200GE nó đã mát như thế này thì đây sẽ là một điểm cộng rất là lớn để cho các bạn có thể build được những bộ PC, mini PC hay là những bộ HTPC dễ dàng hơn mà không gặp vấn đề về việc là quá nhiệt. Tổng kết lại, AMD Athlon 200GE nó sẽ dành cho những ai? Mình nghĩ là các bạn cũng đã đoán được ra rồi, nó sẽ dành cho đối tượng khách hàng nào rồi. Và mình có thể trả lời luôn, đấy chính là nó sẽ dành cho những đối tượng khách hàng như là dân văn phòng này, cần một bộ PC đơn giản nhất có thể nhưng mà vẫn có thể đáp ứng được những ứng dụng văn phòng cùng với việc chơi game giải trí cơ bản. Hoặc là những game thủ không có hầu bao quá lớn, chỉ có thể đầu tư được khoảng tầm từ 5 đến 7 triệu cho một bộ PC gaming nhưng mà vẫn có thể chơi được những tựa game eSports như là Liên Minh Huyền Thoại, rồi là FIFA Online 4 hay là Dota 2 thì nó vẫn có thể đáp ứng được những game thủ cầu bào không quá lớn. Hoặc là những bạn nào đang muốn build cho mình một bộ HTPC có giá siêu rẻ nhưng vẫn có thể chơi được video 4K và HDR. Còn với những bạn nào mà đang có ý định build với cả những mẫu card họa rời thì mình nghĩ là Pentium có thể là một sự lựa chọn tốt hơn dành cho các bạn. Vậy ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.